Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em. Số điện thoại của Điền là 0347471112. Thì ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh, anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh em. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2023. Thì bữa nay Điền làm cái video để nói lại với anh em về cái tầm quan trọng của B12 đối với con gà mình trong đang vô chế độ nhảy nhót nha anh em. Anh em xem video nhớ cho Điền một like nha anh em. Còn anh em nào mới vô xem lần đầu tiên thì mình nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông theo dõi chữ tất cả để thường xuyên cập nhật những cái clip mới Điền sẽ thường xuyên chia sẻ đến cho anh em về những cái tình hình thuốc nuôi, giá cả thuốc theo ngày tháng nha anh em. Cập nhật những cái chương trình khuyến mãi, cách ship hàng, đầu tiếp cận nha anh em. Thì Điền thông báo lại với anh em, bên Điền là phí ship hiện nay là 20.000 nha anh em. Thì ship nó cũng cấp tốc lắm. Ví dụ anh em đặt hàng trong khung giờ trước 2 giờ chiều á thì khoảng tầm bữa sau là anh em có, thì nó khoảng vậy thôi chứ không có chính xác được. Anh em có thể ngày mai hoặc mốt nữa, thì có thể trễ hơn qua ngày. Thì anh em nhớ chú ý điện thoại, giữ điện thoại để khi nào tới thì shipper gọi anh em nghe là ta phát được liền, nhanh chóng lắm. Tiết kiệm nhưng vẫn nhanh chóng tốc độ nha anh em, bởi Điền thích ship tốc độ lắm. Thì quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay là cái B12 nha anh em. Thì nói với anh em cái B12 trong tất cả các dòng thuốc nuôi hiện tại ở thời điểm năm 2023 này chưa có nào qua nổi B12 năm rưỡi này nha anh em. Hàng này là hàng nguyên chất 100% nha anh em. Anh em nhìn cái chai nè, Điền luôn luôn chiếc chai trắng nha anh em, để cho anh em thấy được cái chất thuốc bên trong. Nó cực kỳ đậm, Điền lắc lên rồi mà nó vẫn còn màu, anh em thấy không? Hôm bữa có anh trai hỏi nè, nó thì quay cận cảnh cho anh em xem. Thì hiện nay á cái B12 á đang bị khan hiếm hàng, bữa nay đừng chia được cái mớ này. Nó giá bữa nay nó lên nhưng mà Điền cũng dán chiếc cái B12 này bán cho anh em. Cái chuyến này là cái chuyến bằng với giá cũ luôn nha anh em. Một chai B12 10C là 250, còn bây giờ chai lớn thì đứt hàng rồi. Còn cái chai này chút xíu nữa Điền cũng chiếc luôn rồi. Đây nè, còn chai nguyên chưa chiếc nè anh em, chút xíu nữa cũng chiếc luôn rồi. Tại vì xài với ginseng anh em xài đạt, anh em lấy cái này khủng khiếp lắm. Anh em nhìn cái chai lớn so với chai nãy nè anh em, anh em thấy không? Anh em về anh em pha hai lần nước cất nữa chưa có lạc nữa. Thì bên Điền chiếc sao ra là đóng nắp liền luôn anh em. Anh em cứ tự tin xài này, Điền bảo đảm với anh em cái hạn sử dụng nó bằng cái chai lớn luôn á. Tại vì vừa chiếc xong là Điền đóng nắp liền, cái hạn sử dụng mình tới 2026 lần anh em. Nó hơi giãn, nó khó thấy. 2023, 2026. Cái màn hình nó mờ quá, nó không có lấy nét được. Thì ginseng với B12 đây là cái cặp thuốc nuôi mà được rất là nhiều anh em sử dụng. Thường thường anh em hay lấy một cặp như vậy nè, anh em hay lấy một cặp vậy à. Là tại vì ginseng nó thường xài hay hết trước thằng B12. Anh em lấy một cặp thì xài hết lượt. Còn anh em nào lấy nhiều thì có tặng phẩm 5 tặng 1, 10 tặng 2. Còn B12 này thì không có tặng nha anh em. Tại chương trình khuyến mãi mỗi thằng nó khác nhau. Với lại bên Điền đang có chương trình khuyến mãi á, là mua trên 800 ngàn thì tặng phần quà trị giá 50 ngàn. Anh em muốn lấy gì lấy. Còn anh em mua trên 1.500.000 thì tặng phần quà trị giá 100 ngàn. Thì cũng y vậy, anh em muốn lấy gì lấy. Thì như tiêu đề nãy Điền đã nêu cái tầm quan trọng của B12 đối với con gà. Thì B12 đối với con gà mình vô chế độ nhảy nhót thì nó cực kỳ quan trọng. Còn quan trọng hơn cái B12 đối với con gà tơ nữa nha anh em. Tất cả các giai đoạn của gà thì đều cần B12, nhưng mà nhất là cái giai đoạn gần nhảy nhót á, nó cực kỳ quan trọng. Ở trong thằng ginseng này nó cũng có B12 nữa, nhưng mà thành phần nó không có đáng kể đâu. Nó chỉ đủ để nuôi con gà thôi anh em. Còn cái B12 mình phải bổ sung vô cho nó cực mạnh á, để nó tăng cường cái lượng lưu lượng nước máu lên, để con gà nó tăng số lượng hồng cầu, nó mới vận động mạnh mẽ, nó lâu mệt được anh em. Cho nên cái B12 nó cũng là thành phần rất là quan trọng, không thể thiếu nha. Thì nếu mà phải chọn một trong hai thì anh em trước mắt cứ chọn ginseng đi. Tại ginseng nó đảm bảo rất là nhiều dinh dưỡng, đầy đủ hơn B12. Anh em chọn một cái thằng B12 này không thì nó hơi mất cân bằng, anh em khó nuôi. Thì nó phần quá nhưng mà nó không có mấy chế độ kia để ăn uống tốt nữa, thì nó cũng hơi khó nuôi cho anh em. Nuôi ginseng có tăng cơ, nó có phần, có độ tươi, nhưng mà nó không có săn bằng cái thằng B12. Cho nên nếu mà chọn ginseng thì anh em cũng đạt được 90-95% về cái nước nuôi rồi. Nó có
Đó là cái câu trả lời dành cho nhiều anh em hỏi nếu mà chọn một trong hai này thì chọn cái gì. Nó chứ B12 bữa nay cũng còn có nhiêu đây thôi anh em. Anh em nào có xài nó nhiều mà rất cần thiết không thể thiếu được á thì bữa nay anh em tranh thủ đặt một hai chai đi anh em ơi. Cái này không cho ôm hàng anh em. Bây giờ hiện tại anh em nào lấy thì chỉ hai chai trở lại thôi chứ không không có cho số lượng quá nhiều. Cái này thì đang bán vốn cho anh em gồng cái giai đoạn này thôi. Tới qua hàng nhiều của công ty nó về gọng gọng tí xíu mới chia được cho anh em. Thật sự bán là lời chứ không có phải gì mà không bán, nhưng mà giai đoạn này đang khan hiếm hàng thật sự. Không không có còn có hàng. Còn nếu mà anh em có thích xài B15 12 này thì hàng nó còn đang còn nè anh em. Hũ trăm viên giá đang rất là tốt, 270.000 cái đát mới cáo nha anh em, tháng 8 2026. Còn Mega B12 này thì sử dụng nuôi gà tơ nó sẽ hay hơn anh em. Đát cũng tới tháng 6 2025 nha anh em. Mega của Phi hàm lượng thấp để nuôi gà tơ ngon. Nhưng mà cái chế độ này là chế độ nhảy nhót là chùm nha anh em, chưa có thằng nào qua nổi đó. Galumin với B15 12 đầy đây. Nhưng bán cái tỷ lệ đâu bằng Ginseng. Rồi anh em nào có mua hàng thì alo trực tiếp vô số điện thoại của Điền anh em 0347471112. Còn anh em nào ở gần thì chạy trực tiếp qua nhà Điền ngay chợ Hưng Long Bình Chánh mua hàng nha anh em. Rồi Điền cảm ơn tất cả anh em đã xem clip. Chào anh em, hẹn gặp anh em những video tiếp theo nha.